Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Thì có một câu chuyện này lại là tâm sự. Mỗi khi mà chúng ta cần tìm một cái sản phẩm gì đấy thì mình biết là trên thị trường có rất nhiều hằng hà sa số sản phẩm. Quan trọng nhất là cái nào phù hợp nhất với cá nhân mỗi người, đúng không? Với nhu cầu của mỗi bạn. Thì cái việc mà tìm ra được cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình ấy, nó sẽ là một cái chặng đường khá là gian nan. Và công việc của mình ở đây là giúp các bạn có thể tiếp cận được với nhiều sản phẩm khác nhau, và qua đó các bạn có thể tìm thấy cái nào là hợp nhất với mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm nó sẽ phù hợp với những ai cần đến nó. Dĩ nhiên thì đúng rồi mà, đại khái là nó sẽ có người cần đấy. Đó chính là một chiếc màn hình gaming nhưng rất phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Đó chính là màn hình gaming Acer Nitro VG0 Series, có tên mã là VG240i, có thêm chữ D đằng sau nữa. Rồi, intro phát nhỉ. Vâng, và đây là chiếc hộp sản phẩm của chúng ta. Đây là chiếc màn hình gaming đến từ Acer thuộc dòng Nitro VG0 Series, và nó có tên mã là VG240i-D. Vậy thì chiếc màn hình này có gì đặc biệt? Chúng ta hãy nhìn từ cái vỏ hộp ngoài trước nhé. Cái vỏ hộp thì nó cũng bình thường thôi. Chúng ta sẽ thấy một cái hộp màu bìa các tông như thế này. Hầu hết các sản phẩm của rất nhiều hãng chứ không chỉ Acer đều có cách đóng hộp tương đối đơn giản như này. Bởi vì dù sao thì cái hộp chúng ta cũng chỉ là để đựng sản phẩm thôi mà, đúng không? Nhưng quan trọng nhất là những gì in trên hộp. Ở đây thì anh em sẽ thấy khá nhiều thông tin đáng là chú ý, ví dụ như là màn hình Full HD, một thông tin. Tấm nền IPS 2. Có trang bị AMD FreeSync dành cho game thủ. Chúng ta có thêm Full HD webcam. Màn hình gaming nhưng có sẵn webcam nha. Và đi kèm với cái webcam này sẽ là mic tích hợp luôn. Ở bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái tốc độ phản hồi là 1 ms VRB, và chúng ta sẽ có viền siêu mỏng Zero Frame, và thông tin cuối cùng là Blue Eye Shield, một cái công nghệ độc quyền, một công nghệ rất là hay đến từ Acer để giảm cái ánh sáng xanh đến mắt của chúng ta. Qua đó thì giúp anh em có thể ngồi lâu với màn hình hơn mà không bị mỏi mắt, cũng như là bảo vệ thị lực chúng ta tốt hơn. Ngày xưa thì mình đeo kính là vì mình đọc truyện tranh trong tối nhiều, chứ còn bây giờ mà mình có những cái màn hình này để mình đọc truyện online thì còn lâu mới có sân cận nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp chiếc màn hình này ra. Nhiều video thì mình sẽ bỏ qua đoạn này, nhưng mà lâu lâu rồi chúng ta không cùng nhau đập hộp, cho nên là mình lại đập hộp trong video này đấy. Trong lúc đập hộp thì mình cũng chia sẻ với anh em một chút về cái bảo hành nhé. Bảo hành của Acer thì chắc là nhiều anh em biết rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ nhắc lại bởi vì nó quá ấn tượng. Đó chính là cái chế độ bảo hành 3S1. Anh em biết 3S1 là gì không? Là bảo hành nhanh trong vòng 3 giây. S là giây, nhưng mà không, 3 là 3 ngày. S là Super Speed, bao gồm Saturday và Sunday, và 1 là 1 đổi 1. BS1 tức là bảo hành nhanh trong vòng 3 ngày. Qua 3 ngày, 1 đổi 1, tính cả thứ bảy và chủ nhật. Hay không? Ở bên trong hộp chúng ta sẽ có một cọng dây nguồn. Chiếc màn hình này sẽ dùng nguồn trực tiếp chứ không dùng adapter. Mình rất thích những chiếc màn hình dùng nguồn trực tiếp. Bên cạnh đó chúng ta có một cọng dây USB Type-B, nhưng mà Type-B 2.0 thôi nhé, không phải là Type-B 3.0 giống như là những cái thiết bị khác, những cái màn hình mà có gọi là chia cổng USB ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ cần băng thông USB cao hơn, và chúng ta sẽ có cọng dây USB 3.0 Type-B. Ở đây anh em sẽ có thêm một cọng dây HDMI. Ngoài ra thì sách vở này, có một dây 3.5mm nữa nhá. Hai đầu 3.5mm để anh em có thể nối với màn hình, bởi vì màn hình này tích hợp cả mic nữa mà. Và cuối cùng ở bên trong chúng ta sẽ có chiếc màn hình với phần chân đế chữ V. Chân đế chữ V thì nó là một cái trang bị rất là phổ biến, cũng như là mang tính đồng bộ đến từ những cái chiếc màn hình thuộc dòng VG series đến từ Acer. Cái chân đế này thì nó sẽ có một cái thiết kế khá thanh thoát, màu đỏ gaming hầm hố. Đó, chiếc chân đế chữ V thì mặc dù nó chỉ đơn giản là chữ V thôi, nhưng mà anh em thấy đấy, chúng ta sẽ có một cái thiết kế có những chi tiết nhỏ gây ấn tượng rất là tốt, đúng không? Và cái chân đế này trông nhỏ bé vậy thôi, nhưng mà bên trong của nó, đằng sau của nó sẽ là cái phần khung kim loại đúc nguyên khối, cho nên anh em có thể tin tưởng vào cái độ chắc chắn của nó. Và bên cạnh đó thì cái việc chân chữ V này nó sẽ tạo ra một cái thế kiềng ba chân giúp cho chiếc màn hình chúng ta đặt trên bàn một cách vô cùng vững chãi. Rồi, để kết nối được cái chân đế chữ V ấn tượng này với chiếc màn hình thì chúng ta sẽ cần tới một cái trụ đế. Và cái trụ này được kết nối với chân đế rất đơn giản, anh em đặt vào vừa khít lỗ cắm. Sau đó anh em vặn con ốc dưới này, vặn bằng tay cũng được, không cần đến bất kỳ một cái dụng cụ nào khác, vặn bằng tay thôi.
Và cuối cùng, chiếc màn hình của chúng ta được nằm gọn gàng, êm ái bên trong này. Để lắp cái phần chân đế vào chiếc màn hình này thì cũng rất đơn giản. Anh em sẽ thấy ở phần trụ đế nó sẽ có hai cái móc hình chữ U hay là chữ H gì đấy. Chữ đại khái là nó có cái móc. Anh em đẩy nó vào cái khe ở đây. Và anh em có thể cầm được chiếc màn hình chúng ta nhấc ra khỏi hộp rất an toàn. Và đó là cách để lắp gần như tất cả những chiếc màn hình nha anh em. Chúng ta hãy lắp chân đế trước, sau đó là mới nhấc cái màn hình ra khỏi phần bảo vệ của nó để đảm bảo tính an toàn cũng như là dễ dàng cho chúng ta trong việc là lắp đặt cũng như là setup. Rồi, và đây là chiếc màn hình chúng ta đã được đặt ở trên bàn của mình cũng như trên màn hình của các bạn đây. Chiếc màn hình này thì như mình đã chia sẻ, tên mã của nó có chữ 24 cho nên nó sẽ có kích thước là 24 inch. Về cơ bản thì một chiếc màn hình 24 inch mình thấy nó sẽ khá là vừa vặn với những bạn nào có những cái bàn không quá lớn, và đặc biệt là cái nhu cầu của anh em không cần một cái màn hình quá rộng. Với độ phân giải Full HD thì mình thấy 27 inch là hơi to một chút rồi, 27 inch mà Full HD là bắt đầu hơi rỗng rỗng tí, còn 24 inch là vừa vặn nhất, là hoàn hảo nhất cho cái độ phân giải đó. Và ngay cả cái bàn của mình đây thì anh em cũng có thể thấy một cái bàn không quá lớn. Nếu như mà ở đây không phải là chiếc mini PC ITX H1 Lumen 2060 ITX đến từ TNC Store mà mình đã lên video vào ngày hôm trước hay là hôm qua gì đấy, thì có lẽ là cái bàn này nó sẽ còn chật hơn nữa. Và một chiếc màn hình 24 inch là quá vừa vặn. Về thiết kế thì anh em cũng có thể thấy là đúng là viền siêu mỏng ba cạnh nha. Ở dưới này sẽ dày hơn một chút bởi vì chúng ta có logo Acer sáng bóng ở đây. Ở bên dưới là chân đế chữ V này, không chiếm quá nhiều diện tích của anh em bởi vì bản thân chiếc màn hình này cũng khá nhỏ và gọn. Đằng sau này chữ V sẽ xuất hiện lại một lần nữa ở phần mặt lưng, với bên cạnh đó là lỗ VESA để nếu anh em không thích dùng chân đế có thể tháo nó ra và sử dụng tay am rời. Và với cái mức giá chiếc màn hình này quanh quẩn khoảng 5 triệu đồng thì mình nghĩ là anh em có thể thậm chí là đầu tư 2 chiếc hoặc 3 chiếc rồi dùng tay am, chúng ta sẽ có một cái setup góc rất là ấn tượng. Ở bên cạnh trái ở mặt sau nhá thì chúng ta sẽ có hàng nút. Ở đây là 4 nút menu và một cái joystick 5 chiều để anh em có thể điều chỉnh được những cái thông số bên trong màn hình qua cái menu OSD. Đằng sau này thì thật ra là cũng không có quá nhiều chi tiết để chúng ta phải nói tới. Cuối cùng là một cái chữ V ngược ở trên này nữa. Nói chung là nhìn tổng thể thì nó sẽ mang lại một cái gì đấy rất là hài hòa. Ít nhất là hài hòa về cái chủ trương gọi là gì nhỉ? Cái tinh thần thiết kế sử dụng rất nhiều đường thẳng, đường cắt và chữ V đúng không? Chiếc màn hình này thì mặt lưng nó sẽ hơi uốn cong một chút để giúp chúng ta có một cái hiệu ứng thị giác là cái độ mỏng của nó cao hơn những gì mà nó thực sự có. Đấy, ví dụ như là anh em nhìn từ góc này nhá. Đấy, tầm góc này chẳng hạn. Thế anh em thấy màn hình rất mỏng đúng không? Chúng ta chỉ có đúng cái phần này thôi. Nhưng mà nhà thiết kế đã khéo léo vát cong nó đi để giấu đi cái độ dày thực tế. Quay trở lại với mặt trước thì ở đây anh em sẽ có cái điều mà chúng ta đã chú ý đến nãy giờ, đó chính là chiếc webcam. Chiếc webcam này thì không chỉ là một cái webcam bình thường, nó là webcam Full HD. Nó là webcam Full HD anh em ạ. Và nó còn có cả một cái đèn báo trạng thái bên cạnh này. Ngoài ra thì cái webcam này còn hay ở một chỗ nữa nhá. Nó được tích hợp mic đã đành, nó còn có thể thay đổi được góc độ rất linh hoạt. Nếu như mà anh em không muốn người khác nhìn thấy cái webcam của mình thì anh em chỉ cần đơn giản gạt hết nó xuống là cái webcam này ngay lập tức nó sẽ quay cái mắt cam vào phần khung vỏ của cái màn hình. Lúc này thì dĩ nhiên là sẽ nhìn thấy đen gì rồi, chả nhìn gì cả, chỉ nhìn thấy mỗi cái phần vỏ này thôi. Còn nếu như mà anh em không thích kiểu đấy, anh em muốn bố đời hơn một tí, anh em ngửa nó lên trời. Cái webcam này có một cái góc độ ngửa mình phải nói là rất ấn tượng. Có nhiều webcam tích hợp trên màn hình mình thấy một là cố định, hai là thay đổi được nhưng mà rất hạn chế. Còn cái webcam này thì anh em xoay góc rất thoải mái. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn đến từ cái webcam đi theo chiếc màn hình này. Để nói về cổng kết nối thì chiếc màn hình này cũng mang lại chúng ta tương đối là nhiều. Ở đây thì anh em sẽ có một cổng, anh em biết cổng gì không? Cổng VGA. Chúng ta vẫn còn cổng VGA đây. Có nghĩa là nếu như anh em có sở hữu những cái cấu hình PC có thể nói là đời tống năm 1900 hồi đó, năm 2000 đó, thì vẫn có thể sử dụng với chiếc màn hình này một cách hoàn toàn bình thường. Anh em có thể sử dụng với Windows 98, Windows 95. Anh em chơi đế chế mà không cần phải cài đặt thêm cái gì, không cần phải config cho nó đỡ bị đen màn, hay là anh em bắn CS 1.1 nó đây,
Và cổng VGA này ấy, nó vẫn đáp ứng được tần số quét lên tới 75Hz cho anh em. Đấy, nó đấy. Rất giá trị. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai lỗ 3.5mm, một lỗ để xuất âm thanh ra tai nghe của chúng ta, còn một lỗ để làm gì anh em biết không? Anh em thấy lạ đúng không? Tại sao ở đây chúng ta có tới hai cổng 3.5mm? Bởi vì cái chuẩn là VGA nó sẽ không xuất tai nghe, không xuất âm thanh cho anh em, cho nên chúng ta có thêm một cổng audio in nữa để anh em vẫn có thể sử dụng được cái tai nghe cắm ở cổng audio out ở đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI và một cổng DisplayPort, cũng như dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ có cái cổng USB Type-B 2.0 để anh em có thể xuất được hình ảnh từ chiếc webcam này ra máy tính của chúng ta. Rồi bây giờ thì xuất như thế nào, hình ảnh ra làm sao, cắm vào máy tính, test luôn. Alo, âm thanh hình ảnh các bạn đang xem đang được quay từ chính mic và webcam của chiếc màn hình này. Hôm sau, sao mở nhỉ? Quên anh em ạ. Nó có cái siêu. Úi xời ơi. Full HD. Ôi, con webcam này ok phết. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là nó sẽ kiểu mấy cái webcam tích hợp ấy. Tức là chất lượng nó sẽ ở một mức độ mà mình không mong chờ nhiều, mình không kỳ vọng nhiều. Nó đạt chất lượng zoom anh em ạ, chất lượng để video call thôi. Nhưng mà thật sự thì với cái chất lượng webcam như thế này thì mình tin là anh em hoàn toàn có thể livestream được. Ok phết, xem lấy nét ạ. Nhanh anh em ạ, cân sáng ạ. Nhanh. Được. Phấn khích phết. Còn âm thanh của cái mic này như thế nào thì chắc là anh em đánh giá hộ mình nhá, bởi vì là mình mới chỉ quay chứ đã nghe lại đâu. Vâng, và sau màn test webcam và mic thì chúng ta sẽ đến với phần test về màu sắc. Hiện tại thì mình sẽ tạm thời giấu đi những con số về kết quả đo đạc để anh em có thể hình dung được, để anh em đoán thử xem. Đây là một chiếc tấm nền IPS có thể nói là khá tiêu biểu ở trong cái phân khúc giá tầm trung. Ở đây thì anh em sẽ thấy vùng màu xanh lá cây là sRGB, vùng màu đỏ là vùng đo được, là vùng chúng ta đo được đó, xanh dương là DCI-P3 và tím là Adobe RGB đây, và giải màu cam là NTSC. Ok, giải màu cam thì nó khá trùng với giải màu tím nhé. Vậy thì với cái này anh em có thể nhận thấy là giải đo được của chúng ta xanh lá, xanh dương và đỏ nó có hình tam giác to hơn một chút so với sRGB đúng không? Tuy nhiên thì cái phần màu đỏ này, màu xanh, cái đường màu đỏ này của chúng ta ở cạnh bên này này, thì cái màu xanh lá nó hơi lệch về bên này, cho nên là anh em sẽ thấy kết quả đo được chúng ta sRGB không mấy ấn tượng, 92%. Thật ra là gọi là không mấy ấn tượng so với con số là 99, 100 hay 120 gì đấy thôi. Nhưng nếu như mà anh em nhìn vào hình tam giác này thì cái độ phủ màu của nó cũng không hề tệ đúng không? Nếu như mà so sánh về cái diện tích của hình tam giác đỏ có khi nó còn cao hơn của cái vùng sRGB. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi thiên về cái phần màu đỏ và màu vàng này một chút này, còn màu xanh lá thì nó sẽ hơi yếu một chút. Thì đấy là cái khả năng hiển thị của cái màn hình này. Với cái giải sRGB ấy, thì mình nghĩ là chiếc màn hình này hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt cho anh em gần như tất cả mọi nhu cầu liên quan đến sRGB, dĩ nhiên là trừ những cái nhu cầu kiểu như thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng mà mình nghĩ là với những anh em thiết kế chuyên nghiệp sẽ không sử dụng chiếc màn hình này, mà sẽ hướng đến những anh em là game thủ nhưng ban ngày đi làm văn phòng, hoặc là anh em work from home, học online ở nhà, anh em cần đến một cái webcam thật sự tốt, hoặc thậm chí là anh em livestream, thì cái vấn đề chuẩn màu nó không thực sự quá quan trọng đấy anh em, cho nên chúng ta chỉ gọi là tham khảo ở những thông số này mà thôi. Adobe RGB thì chúng ta sẽ có 71%, DCI-P3 75% và khoảng 69-70% NTSC. Nhìn chung thì đây là một cái độ phủ màu mình có thể nói là khá là tiêu biểu của một cái tấm nền IPS LCD ở phân khúc giá này. Bên cạnh đó thì cái gamma là cái thứ rất rất quan trọng với cả chúng ta khi mà gaming nhá, bởi vì gamma mà sai ấy, thì là vùng tối vùng sáng nó cứ loạn cả lên, bản thân chúng ta trong lúc chơi sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Thì gamma của chiếc màn hình này tương đối chuẩn đó, anh em thấy không, đường màu đen là đo được, còn đường màu xanh dương là đường tiêu chuẩn, thì rất sát nhau. Gamma 2.2, đường màu xanh lá cây anh em nếu thắc mắc thì đó là giải gamma 1.8, và 1.8 thì chúng ta rất ít sử dụng, gần như là không sử dụng trong những cái nhu cầu hàng ngày bình thường. Về độ sáng thì chiếc màn hình này có độ sáng khá là tốt, 250 nit. Độ tương phản của nó thì như nhà sản xuất công bố thì nó là 1000:1. Vâng, con số đó là con số tiêu biểu
lý tưởng của một cái tấm nền IPS LCD. Nhưng mà thực tế khi mà mình đo ra thì con màn này có một cái độ tương phản là 750:1 ở độ sáng cao nhất. Xuống 75% thì nó vẫn là 750:1, xuống 50% vẫn là 690, thậm chí xuống 25% vẫn là 620. Thì các con số này đều cho thấy là độ tương phản trên màn hình này tương đối cao. Và nó vẫn mang lại chúng ta cái sự thoải mái, kể cả khi anh em sử dụng nó với một cái độ sáng thấp. Kể cả anh em có kéo độ sáng xuống thấp thì nhìn mọi thứ, hình ảnh các thứ nó vẫn dễ chịu, chứ nó không bị lệch về cái gamma hay là bị khó chịu bởi vì là cái vùng màu đen, vùng màu tối, vùng màu sáng nó bị bệt vào nhau. Đấy là cái điều quan trọng của cái con chat này. Và cái tương phản động, đây là tương phản tĩnh, tương phản động của nó thì có thể lên tới là 100:1. Tuy nhiên thì với cái tỷ lệ này thì mình nghĩ nó sẽ rơi khoảng 750:1 gì đấy. Screen uniformity là cái độ đồng đều màu cũng như là đồng đều sáng ở trên chiếc màn hình này. Thì với độ đồng đều màu nhá, độ lệch màu delta E ấy, thì với cái điểm góc bên trái này làm chuẩn khu vực này thì lệch nhất là 4.9 ở trên này. 4.9 không phải là một con số lệch quá nhiều. Đó, anh em có thể thấy nó sẽ rơi vào khoảng chỗ này. Đó. Trung bình, chưa đến mức quá tệ. Tệ là mức này, vô cùng tệ, vứt đi là chỗ này. Còn đây nó nằm ở mức trung bình. Còn đây là thiên đường lý tưởng này. Đấy, anh em cứ nhìn vào đây là anh em có thể hình dung được. Tuy nhiên đó là ở độ sáng tối đa. Và ở độ sáng tối đa thì thường là những cái đèn nền của những chiếc màn hình, hầu hết chiếc màn hình sử dụng cái hệ thống đèn nền hắt từ các cạnh viền vào thì nó sẽ khó mà đều được. Cho nên là thường nếu như mà anh em muốn nó đều thì chúng ta sẽ hạ xuống những cái độ sáng thấp hơn. Ví dụ như ở đây là độ sáng 67%. Anh em thấy độ đồng đều màu tốt hơn rất nhiều. Và bản thân mình khi mà làm thiết kế cần đến màu sắc thì mình không bao giờ sử dụng màn hình ở độ sáng tối đa cả, trừ màn hình điện thoại. Bởi vì hầu như màn hình điện thoại bây giờ, những mẫu điện thoại phổ biến dùng màn AMOLED hay là những kiểu như thế, thì bản thân cái cấu trúc nó khác, cho nên là chúng ta sẽ khó mà so sánh được. Đó, và càng ở độ sáng thấp thì độ sáng 50% là độ sáng lý tưởng nhất này. Đó, anh em thấy độ đồng đều màu thường nó tốt. Đồng đều sáng thì sao? Không thể tránh khỏi cái giải ở giữa là giải sáng nhất. Bởi vì sao? Hai cái đèn nền hắt từ trên xuống dưới gom sáng lại ở giữa, giữa sáng nhất là đúng rồi. Thì chiếc màn hình này cũng tương đối là tốt, với độ lệch nhiều nhất là 9%, ở độ sáng là 67%. Độ sáng 50% thì còn tuyệt vời nữa. Độ lệch cao nhất vẫn là 9%, nhưng mà quan trọng nhất chúng ta thấy những cái đường này nó đã thưa thớt hơn và trông toàn bộ hình này trông khá là đều, đúng không? Dĩ nhiên là cái này là máy đọc thì nó thấy được, chứ còn với mắt thường của anh em lệch sáng như này khá khó, trừ khi anh em tắt hết đèn tối om đi và bắt đầu ngồi nhìn màn hình thật lâu. Về độ chính xác màu thì lại một lần nữa lại là một cái sự tiêu biểu của một tấm nền IPS ở tầm giá 5 triệu. Thì chúng ta sẽ có delta E rất ấn tượng ở hầu như tất cả các màu trừ những màu tối nhá. Những màu tối này tại sao nó tệ ấy? Thì bởi vì Acer họ đã tune chiếc màn hình này dành cho cái nhu cầu gaming, và Acer có một công nghệ gọi là Black Boost cho anh em game thủ. Đấy là những cái vùng tối sẽ sáng hơn để giúp anh em quan sát tốt hơn trong các cái trận game của mình. Thì điều đó dẫn đến cái việc là đó, những cái vùng tối này nó sẽ hơi lệch một chút. Còn cái màu 1F này thì anh em xem nhiều video mình review màn hình để anh em nhận thấy rồi đấy, nó chọc thủng trần luôn. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường nhá, không vấn đề gì đáng ngại cả. Đây, cái màu này khá là giống màu 1F thì nó cũng sẽ hơi lệch lên một chút. Nhưng tự chung lại thì cái delta E chúng ta trung bình vẫn là 1.29, tương đối ổn. Dĩ nhiên để nói là thiết kế được thì chúng ta còn phải nhìn xem tất cả những cái này nó có đồng đều hay không. Chứ còn con số trung bình thì chỉ mang lại một cái giá trị, đấy là màu nó không quá tệ và có thể nói là tương đối tốt. Dĩ nhiên để làm chuyên nghiệp thì chưa tới, nhưng mà với những cái nhu cầu để hưởng thụ, để trải nghiệm cái độ đẹp thì mình tin chắc là chiếc màn hình này hoàn toàn có thể đáp ứng tốt với anh em. Và xin giới thiệu anh em người bạn quen thuộc của mình, chú vẹt đỏ. Vâng, nếu như mà cái màn hình này lệch màu nhiều, nếu như mà gamma nó không tốt, nếu như mà tương phản nó không ngon, thì chú vẹt này chúng ta sẽ thấy một vùng màu đỏ phết một tí sang cam, lại một vùng màu đỏ, tất cả nó sẽ bệt vào nhau. Tuy nhiên thì ở cái tầm này với kích thước là 24 inch, độ phân giải Full HD, cái con này nó rất thái độ, lúc nào mình nói nó đấy đấy, nó lườm mình, thế thì mình cứ ngồi đấy mà lườm. Rồi thì anh em sẽ thấy là từng cái chi tiết nhỏ đều được lên thể hiện rất là tốt. Và một cái nữa để anh em có thể đánh giá được cái màn hình của chúng ta có tốt hay không ấy, đấy là những cái chỗ kiểu blur này này, chỗ fade màu này. Nếu như anh em nhìn kỹ vào đấy và thấy những cái đường viền của các mảng màu thì có nghĩa là cái màn hình của anh em xứng đáng vứt đi. Còn chiếc màn hình này thì hầu như không có chuyển màu, rất mượt. Đó là cái điều mà mình mong đợi ở nó. Đấy,
Nói xong rồi khen mấy câu tròn mắt luôn. Và dĩ nhiên đây là một chiếc màn hình gaming, cho nên chúng ta sẽ phải test game với nó. Và như anh em có thể thấy thì chiếc màn hình này không chỉ mang lại chúng ta một cái khả năng hiển thị tương đối ổn, mà nó còn được trang bị loa ngoài nữa. Đây, để anh em nghe nhá. Mặc dù là một chiếc màn hình 24 inch với một cái loa ngoài có thể nói là để chống điếc thôi, nhưng mà mình lại thấy là chất lượng của nó tương đối ổn. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ khó có thể thưởng thức âm nhạc một cách gọi là sảng khoái với chiếc màn hình này, nhưng cái âm lượng của nó đủ lớn để anh em có thể chống điếc ở một cái không gian rộng hơn. Vâng, và không chỉ có một cái loa ngoài đâu, thì trải nghiệm trên chiếc màn hình này mình thấy về cơ bản nhìn chung là tương đối ổn với những anh em nào chơi những tựa game bắn súng. Dĩ nhiên là tần số quét 75Hz chưa thể nào gọi là hết tầm được, làm anh em lên đỉnh được, GoPro được. Nhưng với cái tác vụ của nó dành hướng tới một cái đối tượng chung chung một chút, đấy là vừa học, vừa chơi, vừa làm, thì đây lại là một cái màn hình mình nghĩ là khá là lý tưởng. Nếu như mà anh em cảm thấy là... Không. Tuy nhiên thì anh em nhìn một chút nhá. Đây. Vậy, anh em hãy để video này chạy ở tốc độ 0.25. Anh em thấy hiện tượng rách hình đúng không? Dĩ nhiên rồi, bởi vì là tần số quét của nó chỉ là 75Hz, trong khi tốc độ phản hồi của nó lại rất nhanh. Cho nên là 1ms sẽ khiến chúng ta có được cái hiện tượng rách hình nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó hỗ trợ AMD FreeSync mà, cho nên là chúng ta hãy kích hoạt FreeSync lên để có thể trải nghiệm được cái sự mượt mà cũng như là không rách hình. Bởi vì là dù sao thì những cái phần FPS thừa ra của chúng ta ấy, anh em đâu có xài hết đâu đúng không? Đâu có sử dụng được hết đâu. Cho nên là cứ tối ưu với cái tần số quét của chiếc màn hình này là 75Hz. Thì anh em sẽ thấy nhá, khi mà mình đã kích hoạt FreeSync lên. Rách đâu? Đâu? Đây, cái cột đây. Anh em ngắm cái cột cho dễ này. Có rách không? Có một xíu, nhưng mà hầu như là khi mà anh em trải nghiệm thực tế thì sẽ không thấy đâu, trừ khi là anh em có một cái siêu năng lực gì đấy để nhìn thấy hình ảnh chạy ở cái tốc độ là 0.25 giống như trên YouTube. Và cuối cùng anh em hãy nhìn đây, cái vòng tròn thần thánh ở đây. Trời ơi, cái vòng tròn đó sẽ giúp cho anh em cầm ọp một cách tự tin hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là ọp không tâm thì nó sẽ là cái gì đấy rất là thế giới, nhưng mà ít nhất là chúng ta có thể xác định được đối phương sẽ nằm trong cái vùng mà chúng ta có thể êm được và nhanh chóng êm lên và bắn. Nói chung là sẽ hỗ trợ game thủ, đặc biệt là game thủ bắn súng một cách rất là tuyệt vời đúng không? Và mặc dù đây là một chiếc màn hình có mức giá tương đối dễ tiếp cận là khoảng 5 triệu thôi, nhưng mà Acer vẫn hỗ trợ chúng ta một cách rất là cao cấp, giống như là những chiếc màn hình đắt tiền vậy. Đó chính là trang bị một cái công cụ gọi là Acer Display Widget. Nó là gì? Bởi vì như anh em thấy, chiếc màn hình chúng ta nếu muốn sử dụng webcam cũng như là mic gắn liền thì anh em sẽ cần một cọng dây USB đúng không? Và chính cọng dây đó sẽ giúp chiếc màn hình này kết nối được với chiếc máy tính chúng ta một cách gọi là sâu và rộng hơn. Và nhờ đó chúng ta có thể sử dụng được cái công cụ này. Đây là một công cụ giúp anh em không cần phải mò mẫm vào cái menu OSD vốn đã rất rối rắm ở đây nữa. Đó, nào là chúng ta phải mò xem nút nào nó nằm ở đâu, xong rồi cái gì gạt sang trái, gạt sang phải. Không cần, bỏ hết. Anh em chỉ cần cài đúng công cụ này thôi. Anh em vào trang web của Acer, anh em bấm click đây. Rồi, và đây là phần mềm Acer Display Widget của chúng ta. Ở đây thì anh em sẽ có thể điều chỉnh được khá nhiều Advanced Setting, để anh em có thể chỉnh được cái độ sáng, gần như tất cả mọi cái thông số mà anh em có thể chỉnh được ở trong cái menu OSD nó đều nằm ở đây. Hoặc anh em đơn giản là đổi chế độ nhanh, chúng ta sẽ có những cái chế độ như là Action, đó, đổi Action phát ngay lập tức bật lên tâm ảo để anh em chơi game bắn súng, ngay lập tức Black Boost được kích hoạt lên. Và anh em thấy đấy, cái hình nền của mình với những cái đường màu đen này nó sẽ nổi rõ hơn rất là nhiều. Nó sẽ trông có vẻ hơi gai hơn, nhưng mà vào game sẽ giúp anh em phát hiện được đối phương một cách nhanh chóng hơn. Racing thì sao? Đó, hình ảnh trông nó sẽ có một chiều sâu hơn. Với game sport thì sẽ dịu dàng hơn. User là chế độ mà chúng ta vẫn đang sử dụng từ nãy đến giờ. Đổi chế độ rất nhanh. Eco là tiết kiệm điện. Đó, màn tối đi, mọi thứ sẽ giảm tiêu thụ điện năng đi. Graphic là chế độ đồ họa, để anh em có thể tận dụng tối đa được những cái giải màu, những cái độ phủ màu trên màn hình này. Và khi nãy mình đo màn là mình để chế độ user, nếu như mà đo sang chế độ graphic này thì cái độ phủ màu nó, mình nghĩ là nó sẽ còn tốt hơn nữa. Và movie để anh em có thể trải nghiệm phim. Game view sync là
khi mà anh em áp những phần mềm này vào đây ấy, thì ví dụ như là anh em áp những tựa game vào chẳng hạn, thì chỉ cần anh em bật game đấy lên thôi là ngay lập tức chiếc màn hình này sẽ tự động đổi chế độ phù hợp với cái phần mềm anh em bật lên. Anh em bật Photoshop chẳng hạn thì game view sync sẽ tự động bật sang chế độ graphic. Anh em mở game set go tự động nhảy sang action. Đó là một cái tính năng rất hay của cái màn hình này, mình rất thích nó luôn. Và cuối cùng là split screen, là cái để anh em có thể chia được màn hình đó, chia màn hình. Ví dụ như là anh em cắm hai đầu vào HDMI và DisplayPort, nó có thể chia ra cho anh em. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc màn hình gaming Acer VG240ID. Một chiếc màn hình mà theo mình thấy là khá đặc biệt là ở chỗ nào? Là Acer đã cố gắng đưa sản phẩm này đến với một cái nhu cầu nó rộng hơn một chút. Nếu như mà anh em cần gaming, chúng ta có rất nhiều chiếc màn hình gaming của Acer, thậm chí cũng là VG240i nhưng mà là phiên bản ES, thì chúng ta sẽ có tần số quét 165Hz nhưng lại đổi lại không có webcam. Vậy thì bản ID này sẽ mang đến cho chúng ta cái gì? 75Hz là quá đủ để chúng ta trải nghiệm những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, FIFA Online, hay là thậm chí là cả game bắn súng, PUBG hay là Valorant, hay kể cả đấy những tựa game giả lập mobile như là Free Fire hay là PUBG Mobile. Tất cả những nhu cầu có thể nói rất rộng và rất phổ biến như vậy đều có thể đáp ứng rất tốt với chiếc màn hình này. Về màu sắc thì nó tương đối ổn, nó chưa đến mức xuất sắc nhưng nó ổn với mình, và ít nhất là với cái nhu cầu để anh em trải nghiệm game và làm những cái công việc nhẹ nhàng, đơn giản, không đòi hỏi tính chuyên nghiệp quá sâu. Nhưng cái sự chuyên nghiệp nó đến từ cái webcam và cái mic. Chất lượng webcam phải nói là vượt ngoài mong đợi của mình. Thật sự Acer đã làm rất tốt với chiếc webcam này. Ngoài cái việc có một cái thiết kế rất thú vị khi mà nó có thể xoay được 180 độ úp xuống hoặc ngửa lên trời, giúp chúng ta có thể tăng được cái tính gọi là riêng tư hơn khi mà chúng ta sử dụng chiếc webcam này, thì chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh của nó, âm thanh anh em đánh giá mình cứ nói bừa thế thôi, nhưng mà chất lượng hình ảnh của nó phải nói thật sự là khiến mình ấn tượng. Có thể là khi mà anh em xem video này thì cái hình ảnh quay được từ cái webcam này đã bị scale hay là bị YouTube nén lại, khiến chất lượng nó không còn được như là mình đang quan sát trên trực tiếp màn hình này nữa. Hoặc là anh em có thể đơn giản là thu nhỏ cửa sổ video anh em đang xem lại bằng với cả một cái cửa sổ, hoặc là to hơn đi với một cửa sổ webcam của các streamer xem. Chất lượng nó phải nói rất nét, thật sự luôn, và cả màu sắc nữa. Có nhiều webcam mình thấy nó bị bệt màu, nó bị mờ sáng, nó bị sương sương, hay là nó bị lệch màu, nó bị gắt màu. Thì với một cái môi trường ánh sáng khá là phức tạp như ở đây, rất nhiều đèn xung quanh, thì cái webcam này phải nói quá ấn tượng với mình. Và vậy thì quay trở lại với câu hỏi ở đầu video, chiếc màn hình này dành cho ai? Dành cho những ai không phải là game thủ quá hardcore, chúng ta chỉ chơi game giải trí, chơi game để giải tỏa. Và đôi khi, không phải đôi khi đâu, mà ban ngày nhiều khi anh em sẽ cần cái webcam để làm việc, hoặc tối anh em stream game với bạn bè. Đó là những người mà chiếc màn hình này hướng tới. Còn anh em nghĩ sao, nó có phù hợp với các bạn hay không? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video này cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.